Di ngôn của Phạm Hộ Pháp tại Nam Giang ngày 14 tháng 5 năm 1959. Thưa Điện Hạ, bần đạo gửi dòng chữ này gửi đến Điện Hạ. Trên giường bệnh của bần đạo, bệnh viện Cam Mét, sức khỏe của bần đạo ngày càng suy giảm và bần đạo nghĩ không còn sống bao lâu nữa. Thì bần đạo gửi lời cuối cùng đến Điện Hạ về chính phủ hoàng gia Cao Biên, tất cả lời cảm ơn chân thành vì sự khoan đãi rộng rãi của Điện Hạ và chính phủ hoàng gia đã dành cho bần đạo, với đoàn tùy tùng và cho tất cả tín đồ của bần đạo. Bần đạo sẽ hoàn toàn sung sướng được yến kiến lần cuối cùng với Điện Hạ để tỏ bày tất cả những lời cảm ơn của bần đạo. Nhưng bần đạo không biết sức khỏe của bần đạo còn chờ được hay không ngày về của Điện Hạ. Dầu sao, tình thân hữu, thâm niên của chúng ta, nhân sanh lòng thương yêu và tình huynh đệ giữa hai dân tộc Cao Miên và Việt Nam, và nhất là nhân danh trong tương lai bất khả phân ly của hai nước chúng ta, Cao Miên, Việt Nam, bần đạo cung kính xin Điện Hạ một lần ân huệ đặc biệt và cuối cùng cho thánh thất chúng tôi khỏi chịu lệnh với lệnh phá hủy và để giữ kỷ niệm độc nhất của bần đạo nơi đất Miên, để giúp Điện Hạ có một ý niệm đúng đắn về tình hình đã qua. Bần đạo trân trọng gửi đến Điện Hạ một bản sao đơn thỉnh cầu của bần đạo. Bần đạo phải thoát kiếp nơi đây. Bần đạo xin thỉnh cầu Điện Hạ cho phép bần đạo tạm gửi thi hài ở nơi đất Miên dưới sự bảo vệ tối cao của hoàng gia Cao Miên. Ngày nào tổ quốc thân yêu của chúng tôi, nước Việt Nam đã giải phóng hoặc sẽ theo chính sách hòa bình trung lập, mục tiêu của đời sống bần đạo, tín đồ của chúng tôi sẽ di thi hài về tòa thánh Tây Ninh. Bần đạo khẩn cầu Điện Hạ về chính phủ hoàng gia, sau khi bần đạo thoát xác, dành cho đoàn tùy tùng và tất cả thiện nam tín nữ của bần đạo sự khoản đãi rộng rãi và các sự dễ dãi như trước để tu hành theo tôn giáo của chúng tôi. Biết rằng Điện Hạ chiếu cố đến đơn thỉnh cầu này, bần đạo sẽ thanh thản nhắm mắt đem theo kỷ niệm dịu dàng nhất trong đời bần đạo. Cung kính xin Điện Hạ chấp nhận lòng tri ân vĩnh viễn của bần đạo. Nam Giang, ngày 14 tháng 5 năm 1959. Hộ Pháp. Nam Giang, ngày 14 tháng 5 năm 1959. Hộ Pháp, ấn ký Phạm Công Tắc.